báo cáo nhanh trường hợp nhiễm SARS-CoV-2, thông tin chung, họ và tên Phạm Công Hưởng, ngày sinh mùng 1 tháng 9 năm 1999, giới tính nam, nghề nghiệp, công nhân công ty xây dựng Ebola, địa chỉ, thôn 4 xã Đông Sơn, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, làm xét nghiệm tại Labo sinh học phân tử Trường Đại học Y Dược Hải Phòng, dương tính với SARS-CoV-2 ngày 30 tháng 11 năm 2021. Lịch trình di chuyển: F0 Phạm Công Hưởng làm việc tại điện lạnh Đô Hun, tầng 1, khu nhà 24 tầng, khu xây dựng công trường Ebola, công ty xây dựng Hoàng Huy từ hơn tháng nay. Ngày 27 tháng 11 năm 2021, tại công ty Ebola có F0 và trong ngày 28-29 tháng 11 năm 2021, toàn bộ công nhân được cho nghỉ. Phạm Công Hưởng về nhà từ chiều thứ 6 ngày 26 tháng 11 năm 2021 đến 8 giờ sáng ngày 27 tháng 11 năm 2021 đi đám cưới tại nhà Nguyễn Đình Nam, bố là Nguyễn Văn Lịch, gần chợ Chùa, trường cấp 1 xã Tân Dương, đến 13:30 phút về nhà, tối ngày 28 tháng 11 năm 2021, ăn tối trong nội thành Hải Phòng, không nhớ địa điểm. Sau đó uống nước tại quán vỉa hè chân cầu Hoàng Văn Thụ và về nhà ở tại nhà. Đến sáng ngày 29 tháng 11 năm 2021 đi lấy mẫu xét nghiệm, làm mẫu gộp 10 tại Bệnh viện Y Hải Phòng. Kết quả mẫu gộp 10 dương tính và được Bệnh viện Đại học Y đến tận nhà lấy mẫu đơn. Ngày 29 tháng 11 năm 2021, tại nhà Phạm Công Hưởng, có tổ chức ăn dỗ có khoảng hơn 30 người đến ăn cỗ, chủ yếu là người địa phương. Kết quả mẫu đơn dương tính được báo cáo vào sáng ngày 30 tháng 11 năm 2021. Tình hình sức khỏe của F0 đã được tiêm 2 mũi vaccine Verocell, tiêm mũi 2 chiều ngày 19 tháng 11 năm 2021. Cách đây 4 đến 5 ngày, F0 có hiện tượng đau họng, mệt mỏi, ớn lạnh, được gia đình mua thuốc cho uống nhưng không đỡ. 2 ngày nay có biểu hiện mất vị giác, khứu giác, mệt mỏi. Trong vòng 10 ngày trở lại đây, chiều ngày 19 tháng 11 năm 2021 tiêm vaccine Verocell tại trạm y tế xã Đông Sơn, tiêm mũi 2 trong khu giờ 14 giờ đến 15 giờ. Hàng ngày buổi sáng đi mua xôi tại quán nhà bà Phượng, thôn 4 xã Đông Sơn, mua tại hàng quán tạp hóa bà Thủy gần nhà. 8 giờ 30 phút ngày 30 tháng 11 năm 2021, trạm y tế xã Đông Sơn nhận được thông báo có ca F0 trên địa bàn xã. F0 là Phạm Công Hưởng, địa chỉ thôn 4 xã Đông Sơn. Ngay lập tức, trạm y tế phối hợp với Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 xã xuống gia đình F0 tổ chức hướng dẫn và phong tỏa cả gia đình sang theo đúng quy định. Điều tra dịch tễ, lịch sử tiếp xúc F1, F2, phun khử khuẩn nhà F0, trạm y tế. Thông báo cho các địa phương có công dân liên quan đến trường hợp F0 Phạm Công Hưởng để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch phù hợp.